xin chào các em học sinh chuyên mục giải toán cùng với thầy trường tiếp tục sẽ trao đổi với các em cái dạng toán là cùng thêm hay cùng bớt cả tử và mẫu số của một phân số cho một số nào đó thế thì hôm nay thầy giáo sẽ đưa ra một cái bài toán bằng lời văn không phải là tìm x nữa để chúng ta cùng trao đổi về cái dạng toán này giúp các em hiểu kỹ hơn và sẽ có cái cách tư duy với cái các dạng toán tương tự nữa. Thì sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào bài toán. Có bài toán sau Cho phân số 8/17 hỏi phải trừ cả tử và mẫu của phân số đó cho cùng số nào để được phân số có giá trị bằng 2 phần 5 Thế thì các em đọc bài toán này Các em thấy nó giống như cái bài toán hôm trước Thầy giáo vừa bị cùng các em trao đổi xong Đó là cái bài toán tìm x Đây các em nhìn đây đó Chỉ có khác là gì Chỉ có khác là Ở à đây là ta lấy cả tử và mẫu số cộng với x còn trong trường hợp này không phải là tìm x mà là toán có lời văn. Nhưng mà chỉ khác ở chỗ là người ta lấy cả tử và mẫu người ta trừ đi một số. Đấy. Trừ đi cùng một số. Thì được một cái phân số mới là 2 phần 5. Đó. Thì thực ra đây là cùng một dạng toán. Các em hiểu như vậy. Có điều là khi người ta hỏi tìm x thì chúng ta viết ở dạng này. Còn người ta dùng toán có lời văn thì chúng ta viết ở dạng này. Thế và để giải cái bài toán này thì với cái phương pháp là chúng ta sẽ đọc lại một lần, tìm xem là bài toán cho biết gì và yêu cầu chúng ta làm gì. Thế thì bắt đầu chúng ta làm cái công việc đó như sau. Cho phân số 8 phần 17, thầy giáo viết 8 phần 17 ra đã. Hỏi phải trừ cả tử và mẫu số của phân số đó cho cùng số nào. Thế giả sử thầy giáo gọi cái số phải tìm là N đi. Thì tức là tử cũng trừ N. N. Mà mẫu cũng trừ N. Thì bằng 2 phần 5. Khi viết ra như thế này thì các em thấy nó giống như bài toán trước rồi. Đấy. Nó giống như bài toán trước. Thế và nhìn vào bài toán này Nhìn vào bài toán này Thì các em lại thấy ra một cái điều gì Thấy ra một điều gì Đó Vấn đề là gì Vấn đề là cùng bớt Tử cũng bớt một số Mẫu cũng bớt một số Thì trong trường hợp này các em lại nhớ cái câu thần chú mà thầy giáo vẫn thường nói đùa với các em học sinh để nhớ lại xem. Đó là gì? khi ta cùng cộng cùng cộng thì hiệu giữa tử và mẫu hoặc mẫu và tử không thay đổi. Thế ở đây là khi ta cùng trừ cùng bớt thì hiệu có thay đổi hay không? Thì các em thấy hiệu cũng không thay đổi. Đó. Thế như vậy là chúng ta vẫn được cái bài toán như là các em đã tìm hiểu, đó là gì? Đó là khi ta cùng bớt cả tử và mẫu số của phân số 8 phần 17 cho một số cho một số cho cùng một số thì hiệu giữa mẫu và tử sẽ không thay đổi thế thì à, dựa vào cái nhận biết như vậy thì thầy giáo sẽ giải bài toán này và đương nhiên với cái bài toán như thế này thì bài trước thầy giáo hướng dẫn các em ba cách giải Thế nhưng với bài toán này thì thầy giáo thấy là cách phù hợp nhất thì chúng ta giải. Chứ còn những cách kia thì để các em tham khảo và em nào có khả năng thì các em cứ giải lại bằng cái cách đó. Thế như vậy thầy giáo phải viết một cái câu khẳng định là gì? Là khi trừ cả tử và mẫu của phân số 8 phần 17 cho cùng một số thì hiệu giữa tử và mẫu không thay đổi. Đấy dù cho cái cái số mà ta thêm, ảo à, ta trừ tử và mẫu trừ mẫu đi là bao nhiêu thì cái hiệu vẫn không thay đổi. Như vậy ta sẽ tìm được là hiệu giữa mẫu số và tử số là ta sẽ lấy 17 trừ đi 8 thì uh, bằng là 9. Đó. Thì tới đây rồi thì uh, chúng ta sẽ có một cái uh, vẽ sơ đồ. Thì uh, coi như là ta thấy là tử mới. Coi như là tử mới đấy. Tử cũ thì đây rồi là 8 rồi. Nhưng mà tử mới sau khi trừ đi rồi ấy, Thì gì sẽ còn là hai phần Tử mới sẽ còn là hai phần Đó Thế và mẫu mới Mẫu mới Nghĩa là cái mẫu mà sau khi trừ cái số đó đi rồi Thì là còn 5 phần Còn mẫu cũ là 17 Đấy. Mẫu mới Sẽ là 5 phần Thế và dù trừ đi hay không trừ đi hoặc là trừ đi bao nhiêu thì hiệu vẫn không thay đổi Tức là hiệu ở đây bằng 9 Thế nhìn vào cái bài như thế này Và khi chúng ta đã viết vẽ ra như thế này Để có sơ đồ như thế này Thì các em sẽ giải được Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm là bao nhiêu Tìm là hiệu số phần đúng không ạ hiệu số phần là thì ta lấy 5 trừ đi 2 thì còn 3 phần đó. 3 phần thì tương ứng với 9 đơn vị thì như vậy 1 phần thì sẽ là 9 chia cho 3 mà trong khi đó tử mới là 2 phần cho nên là thầy giáo sẽ nhân với 2 luôn làm gộp luôn cái, cái phép tính này Thế như vậy là tử mới, tử số mới là các em lấy 9 này chia cho 3 phần này này thì tìm được một phần, đấy, 9 chia cho 3 là tìm được một phần. Thế tử mới có 2 phần thì ta phải nhân với 2. Thế như vậy là ta sẽ được là 6. Đó. Thế thì sau khi trừ thì tử còn 6. Trước khi trừ thì tử là 8. Như vậy là số cần tìm là các em lấy 8 trừ đi 6 bằng 2. Như vậy, như vậy là số cần tìm là các em lấy 8 trừ đi 6 bằng 2. Như vậy, số cần tìm trong bài toán này chính là 2. Thì chúng ta có thể thử lại bằng cách này, 8 trừ đi 2 thì bằng 6. 17 trừ đi 2 thì bằng 15. Rút gọn thì đúng là bằng 2 phần 5. Đó. Thì như vậy là chúng ta có đáp số. Là 2. Thì đấy là là cái bài toán này. Thế thì thế vừa rồi thầy giáo đã cùng các em trao đổi cái cái bài toán mà cùng trừ cả tử và mẫu số của cái một phân số cho một cái số nào đó thế thì đây là cái cách giải mà chúng ta đưa về cái dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ thế còn lại cách khác thì thầy giáo sẽ nói sơ qua thôi thế còn lại các em mà mà thích thì các em sẽ tự giải đó là gì cách khác là cách chúng ta giải bằng phương pháp đại số Thế thì để giải phương pháp đại số thì đương nhiên là chúng ta phải gọi số phải tìm phải tìm là x hay n hay là y gì đó thầy giáo gọi là n đó. thì ta có ta có 8 trừ đi n phần 17 trừ đi n thì bằng 2 phần 5 thì sau khi mà các em đặt N và và được giải như thế nào rồi thì các em sẽ giải bằng hai cách còn lại, một là ta quy đồng lên, sau đó thì để cho tử bằng tử hoặc là quy đồng tử thì để cho mẫu bằng mẫu. Và cách thứ hai nữa là các em cứ lấy 8 trừ N chia cho uh, 17 trừ N đóng mở ngoặc bằng 2 phần 5 và chúng ta giải nó giống như là tìm x khi mà tìm số bị chia hoặc là số chia gì đó thì các em đều giải hai cái cách đấy đều giải bằng cái phương pháp đại số thì thầy giáo cũng chỉ giới thiệu qua như vậy để các em nắm được thôi để thầy giáo không giải bằng cái phương pháp đó nữa thì qua bài toán này thầy giáo cũng chỉ lưu ý với các em như thế này dù người ta ra một cái bài toán tìm n đây ví dụ như là người ta ra một cái bài toán bài toán tìm x đi. Người ta ra một cái bài toán tìm x. Tìm x như thế này. Hay là ra một bài toán có lời văn là diễn giải bằng lời như thế này. Thì đây thực ra nó cùng một kiểu. Thế và các em chú ý là khi ta cộng cả tử và mẫu cho cùng một số hay là khi ta trừ cả tử và mẫu cho cùng một số thì cái câu thần chú là gì? Câu thần chú là hiệu giữa mẫu và tử hoặc là tử và mẫu sẽ không đổi. Thế và chúng ta sẽ trở thành cái bài toán là tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số. Thì đấy chính là cái bài toán hôm nay thầy giáo muốn củng cố thêm cho các em về cái bài toán này. Đó. Thế thì uh, sau khi uh, các em theo dõi cái phần uh, giảng của thầy nếu các em có vấn đề gì chưa hiểu thì các em cứ viết nhận xét ở bên dưới thầy giáo sẽ giải đáp và các em nhớ là đăng ký kênh và chia sẻ với các bạn cùng xem xin chào các em và hẹn gặp lại ở bài toán sau